triển nhanh chóng trên toàn cầu. Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà cung cấp di động toàn cầu, GSA, thì đến giữa tháng 12 năm 2019, trên toàn cầu đã có 199 thiết bị 5G được công bố và 56 mạng 5G đã triển khai thương mại. Báo cáo của GSA cũng cho thấy, ngành công nghiệp đã phát triển nhanh chóng về thiết bị 5G, cũng như việc triển khai các mạng 5G thương mại trong thời gian qua, và dự kiến sẽ còn phát triển hơn nữa vào năm 2020 và những năm tiếp theo. Về mặt thiết bị, trong năm 2019, Số lượng thiết bị 5G được công bố đã tăng lên nhanh chóng, bắt đầu bằng một vài thông báo và sau đó tăng lên khi các nhà khai thác ở nhiều nơi trên thế giới tung ra dịch vụ 5G thương mại đầu tiên của họ. GSA báo cáo rằng, có 199 thiết bị 5G được công bố từ 76 nhà cung cấp với 16 chủng loại, từ điện thoại thông minh, máy tính sách tay, máy tính bảng, điểm phát sóng, và thiết bị dùng cho khách hàng trong nhà và ngoài trời đến thiết bị bay không người lái, TV, robot và máy bán hàng tự động. Trong đó có ít nhất 47 thiết bị 5G hiện có sẵn trên thị trường, tăng từ 20 thiết bị vào tháng 6 năm nay. Phần lớn các thiết bị 5G có sẵn hoặc đã có kế hoạch sản xuất là điện thoại thông minh, 63 thiết bị và thiết bị truyền thông cá nhân, CPE, 61 thiết bị trong số 199 thiết bị được công bố. Về mặt triển khai mạng 5G, GSA cho biết có tới 342 nhà khai thác đầu tư vào mạng 5G dưới dạng thử nghiệm, lập kế hoạch hoặc triển khai trong thực tế trong đó 56 nhà khai thác đã triển khai thương mại một hoặc nhiều dịch vụ 5G, tương thích với quy định của tổ chức chuẩn hóa các công nghệ mạng thông tin di động tế bào, 3GPP. Tại 31 quốc gia, 75 nhà khai thác nói rằng họ đã triển khai công nghệ 5G tương thích với 3GPP trong mạng của họ. Về mặt hỗ trợ phủ tần số, khoảng 60%, thiết bị được công bố được xác định là hoạt động ở giải tần số dưới 6GHz, và khoảng 1 phần 3 số thiết bị được xác định là có hỗ trợ 6mm, băng tần trên 24GHz.